Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin 24 giờ bóng lăn ngày 23 tháng 5. Bản tin ngày hôm nay sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về bóng đá trong nước cũng như quốc tế. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với những thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Thủ môn Kiều Trinh từ giã màu áo đội tuyển quốc gia. Kết quả trận đấu giữa Than Khoáng Sản Việt Nam và TNG Thái Nguyên tại vòng 1 lượt đi giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2018. U19 Việt Nam chuẩn bị tập luyện để chuẩn bị cho giải U19 vô địch Đông Nam Á năm 2018. Công bố huấn luyện viên mới của Arsenal mùa giải tới. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, đương kim của bóng vàng Việt Nam thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh đã nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia sau hơn 14 năm gắn bó và giành rất nhiều những thành tích cho bóng đá nữ Việt Nam. Vào ngày hôm qua 22 tháng 5, thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh đã chính thức thông báo việc chia tay đội tuyển nữ bóng đá Việt Nam. Nói về quyết định của mình, thủ thành 33 tuổi cho biết, tình yêu bóng đá trong tôi vẫn còn rất mãnh liệt và chiếc áo đội tuyển vẫn còn mang một ý nghĩa rất thiêng liêng. Nhưng đã đến lúc phải dừng lại để lớp đàn em có cơ hội được cống hiến. Tôi chỉ còn chơi cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh một mà thôi. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này và cũng đã hướng cho mình tương lai cần phải làm gì. Rất có thể sau này tôi sẽ trở thành huấn luyện viên. Những kỷ niệm sâu sắc, những thành công và cả những thăng trầm mà tôi đã trải qua suốt 14 năm qua sẽ là tài sản lớn nhất mà tôi mang theo trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình. Kiều Trinh sinh năm 1985 tại Sa Đéc, Đồng Tháp và đã gắn bó với bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 cho tới nay. Chị là thủ thành số 1 của tuyển nữ Việt Nam suốt 10 năm qua. Trong quãng thời gian đó, Kiều Trinh có 5 lần dự SEA Games, giành 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 chức vô địch Đông Nam Á. Không chỉ là một tượng đài của bóng đá nữ Việt Nam, Kiều Trinh cũng giành nhiều danh hiệu cá nhân cao quý như 6 lần là thủ môn hay nhất, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, giành 3 quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2011, 2012, 2017 và là cầu thủ nữ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2012. 14 năm gắn bó với màu áo tuyển, trải qua không biết bao nhiêu vui buồn cùng bóng đá nữ Việt Nam trên trường quốc tế, Kiều Trinh là tấm gương để lớp đàn em học hỏi noi theo. Làm sao một cô gái có thể đánh đổi cả thanh xuân để theo đuổi quả bóng tròn trong gần ấy năm như vậy? Đơn giản, đó là tình yêu và niềm đam mê cháy bỏng của cô gái người Đồng Tháp. Mọi vinh quang rồi sẽ lùi xa, nhưng giá trị của nó là vĩnh viễn. Bóng đá Việt Nam may mắn vì đã sản sinh ra một cái tên xuất chúng đến từ xứ bưng biển, đó là Đặng Thị Kiều Trinh. Trong trận đấu muộn tại vòng 1 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc năm 2018, với đội hình trẻ trung và tiến bộ vượt bậc, Than Khoáng Sản Việt Nam đã giành trọn vẹn 3 điểm trước TNG Thái Nguyên. Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Lê Thị Ly, hai đội nhập cuộc với sự tập trung cao độ và nhanh chóng đẩy thế trận lên khá căng bằng các tình huống tranh chấp quyết liệt. Sau 15 phút đầu thi đấu thăm dò duy trì thế cân bằng, tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu đến ở phút thứ 16 khi TNG Thái Nguyên bất ngờ vươn lên có bàn thắng dẫn trước, được ghi do công của cầu thủ trẻ mang áo số 7 Nguyễn Thị Thanh Nhã. Mặc dù vậy, các cầu thủ đội bóng xứ đồ trẻ cũng chỉ duy trì được niềm vui và ưu thế trong 2 phút sau đó. Sang phút thứ 18, Nguyễn Thị Vạn, tiền vệ trẻ tiềm năng đang khoác áo đội tuyển quốc gia đã nhanh chóng tìm lấy cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại giải, san bằng tỷ số 1-1 cho Than Khoáng Sản Việt Nam. Sau bàn thắng kéo trận đấu phải xuất phát, nhịp độ trận đấu liên tục được đẩy lên cao với những màn ăn miếng trả miếng do cầu thủ hai đội tạo ra. Đội bóng đất mỏ là đội chiếm ưu thế với số cơ hội tạo ra nhỉnh hơn. Mặc dù vậy, phải đến phút 40 trong hiệp 1, thầy trò huấn luyện viên Đoàn Minh Hải mới có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 do công của tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Thúy Hằng. Hiệp 2 diễn ra có phần bế tắc khi thể lực của hai đội đều giảm sút và thế trận trùng xuống rõ rệt. Tỷ số 2-1 với chiến thắng nghiêng về Than Khoáng Sản Việt Nam được duy trì đến cuối trận. Đội bóng đất mỏ đã giành được 3 điểm đầu tiên đầy thuận lợi sau vòng đấu thứ nhất. Như vậy, sau 2 ngày thi đấu đầu tiên, trong khi các đội đều đã hoàn thành lượt trận thứ nhất với màn khởi động ấn tượng, thì trận mở màn của Sơn La sẽ là cuộc đối đầu TNG Thái Nguyên diễn ra lúc 16:30 ngày 25 tháng 5 tới. Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2018 tiếp tục sôi động với hai cặp đấu đầu tiên ở lượt trận thứ hai, trong đó đáng chú ý là cuộc đụng độ giữa đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh 1 và chủ nhà Phong Phú Hà Nam. Trận đấu này diễn ra lúc 18:30 và sẽ được tường thuật trực tiếp trên VTV6 và VTV6 HD. Trận đấu sớm cùng ngày là cuộc so tài giữa hai đội bóng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 2 diễn ra lúc 16 giờ trên sân vận động Hà Nam.
để chuẩn bị tốt nhất cho giải bóng đá U19 Đông Nam Á, đồng thời hướng tới vòng chung kết U19 châu Á năm 2018. Đội tuyển U19 Việt Nam đã hội quân và tập luyện tại Hà Nội. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh mới nhất tại buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Chiều qua 22 tháng 5, đội tuyển U19 Việt Nam đã có buổi tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Đây là buổi tập nằm trong đợt tập trung kéo dài hơn một tháng của U19 Việt Nam nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á sắp diễn ra vào tháng 7 tới. Trong buổi tập, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn chủ yếu cho các học trò thực hiện những bài tập phối hợp nhóm trong cự ly ngắn và trung bình. Bên cạnh đó là những giáo án để cải thiện khả năng dứt điểm của các cầu thủ. Dù chưa thể hội quân về đầy đủ tất cả các gương mặt, nhưng tinh thần của ban huấn luyện cũng như các cầu thủ trong buổi tập chiều qua là rất tốt, bất chấp cái nắng chói chang và nhiệt độ lên tới 38 độ C. Sau buổi tập, ông Hoàng Anh Tuấn, huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam đã có những chia sẻ về kế hoạch tập luyện cũng như mục tiêu của đội tuyển trong thời gian sắp tới. Tất cả mọi thứ đã bắt đầu, cũng như những cái khó khăn của những năm trước đây, đó là chúng ta không có được những cái lực lượng tốt nhất của mình. Như các bạn biết là đa số các em U19 năm nay thì đang thi đấu cho câu lạc bộ của mình, hạng nhất, rồi hạng nhì, chẳng hạn như là Hà Nội, một số đội khác nữa, hạng nhì phố hiếm. Thì chúng ta không có một cái lực lượng tốt nhất để chuẩn bị. Và trong số đó thì hầu hết các em là nằm trong cái bộ khung những cầu thủ tốt nhất của mình. Và trong cái số hiện tại chúng tôi đang tập trung ở đây thì rất nhiều em chấn thương. Điều đó làm trở ngại không nhỏ đến cái công tác chuẩn bị cho U19 năm nay. Dĩ nhiên trước khi mà chúng ta có một đợt tập huấn thì chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị tương đối ổn. Đó là về mặt thể lực, mặt kỹ thuật và mặt chiến thuật, tất cả mọi thứ. Thì chúng ta biết U19 thì chúng ta cũng cần phải tập luyện nhiều nữa chứ không phải như thế nào đủ. Thì chúng ta khi tạm ổn rồi chúng ta có những trận du đấu. Nhưng cái tôi cần nhất, ban huấn luyện cần nhất là làm sao chúng ta có đủ con người để khi chúng ta đi thi đấu tập huấn có những cái trận đấu cọ sát thì những cầu thủ tốt nhất của chúng ta có những cái cơ hội để trải nghiệm. Từ đó các em có những cái kinh nghiệm quý báu để tham gia những cái giải sau này có kết quả tốt hơn. Chúng ta không thể nói là một cách khách quan được. Chúng ta đi vào thực tế. Thực tế thì ở cái giải đấu trẻ này thì ngoài Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Malaysia là những đội thuộc nhóm mạnh nhất, thì chúng ta phải xác định là chúng ta phải nằm ở cái nhóm đó và chúng ta phải có mục tiêu phải đi vào bán kết. Còn dĩ nhiên thì cái giải đấu nó chưa diễn ra, trận đấu chưa diễn ra thì có nhiều cái vấn đề nó cũng thay đổi, nhưng chúng ta phải xác định chúng ta đến được sân chơi châu Á thì chúng ta phải khẳng định được cái đẳng cấp, cái năng lực chúng ta thật sự ở cái AFF lần này. Nhưng đương nhiên là cái kết quả nó không phải là quan trọng lắm, nhưng mà tôi đánh giá cái quan trọng nhất là chúng ta thể hiện được những gì chúng ta có ở cái sân chơi đó. Ngoài giải vô địch U19 Đông Nam Á, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ tham dự một giải đấu lớn khác, đó là vòng chung kết U19 châu Á cùng diễn ra trên đất Indonesia vào cuối năm nay. Tin tức cập nhật, đa dạng và phong phú, những chuyển động của bóng đá trong nước và quốc tế trong một khung giờ hoàn toàn mới. Bản tin 24 giờ bóng lăn, 20:30 thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên VFF Channel. Ngày hôm nay, nhiều tờ báo uy tín tại Anh đã đồng loạt đưa tin về tân huấn luyện viên mới của câu lạc bộ Arsenal sau sự ra đi của huấn luyện viên Arsene Wenger, và đó là cựu huấn luyện viên của câu lạc bộ Paris Saint-Germain, Unai Emery. Và đây cũng chính là thông tin cuối cùng trong bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tin dữ đã ập xuống đầu của đội tuyển Argentina cũng như Sergio Romero. Theo thông báo từ trang Twitter chính thức của đội tuyển xứ Tango, người gác đền của Manchester United đã dính chấn thương đầu gối trong buổi tập hôm qua với Argentina, và qua bài kiểm tra của các bác sĩ, mặc dù chưa có kết quả cụ thể, song Romero vẫn bị kết luận không thể tiếp tục cùng Argentina tham dự World Cup 2018. Lúc này, trong tay huấn luyện viên Sampaoli sẽ chỉ còn hai sự lựa chọn trong khung gỗ là Willy Caballero và Franco Armani. Nhiều khả năng, thủ thành Nahuel Guzman sẽ được gọi bổ sung để thay thế cho Sergio Romero. Dù không thể cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình của Manchester United với David De Gea, nhưng ở trong màu áo của các vũ công Tango, Romero vẫn là một cái tên cực kỳ quan trọng trong hệ thống phòng ngự của Argentina trong rất nhiều năm qua. Như vậy, đội tuyển Argentina sẽ gặp vấn đề lớn ở trong khung gỗ bởi những người còn lại chưa có nhiều kinh nghiệm khoác áo đội tuyển quốc gia. Nhiều khả năng, thủ thành thuộc biên chế của Chelsea, Willy Caballero, sẽ là thủ môn số 1 của đội tuyển Argentina ở World Cup 2018. Ngoài ra, cũng trong hôm qua, huấn luyện viên Gareth Southgate đã quyết định để Harry Kane mang băng thủ quân của đội tuyển Anh tại vòng chung kết World Cup 2018. Theo huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh,
Harry Kane có đủ tố chất để đảm nhận nhiệm vụ này mặc dù mới lần đầu tham dự World Cup. Trước đó, Harry Kane có 4 lần giữ băng thủ quân của đội tuyển Anh. Tại vòng chung kết World Cup 2018, đội tuyển Anh nằm ở bảng G với Bỉ, Panama và Tunisia. Bên cạnh sự chuẩn bị của các đội tuyển quốc gia cho World Cup 2018, một số câu lạc bộ châu Âu cũng đang rất tất bật trong chuẩn bị mùa giải mới ngay từ lúc này, trong đó phải kể đến Arsenal. Trái với dự đoán của nhiều người, người được chọn thay thế Arsene Wenger tại đội chủ sân Emirates không phải là cựu cầu thủ Mikel Arteta. Thay vào đó, đến hơn 90%, cựu huấn luyện viên của Paris Saint-Germain, Unai Emery, sẽ là người được chọn ngồi vào ghế nóng. Trên trang web chính thức của mình, cựu huấn luyện viên của Sevilla và Paris Saint-Germain đã đăng tải bức hình của mình bên cạnh logo Arsenal. Kèm theo đó, ông viết dòng chữ, tự hào là một phần của gia đình Arsenal. Dù vậy, sau đó, bức ảnh này đã bị xóa. Trang chủ của huấn luyện viên Unai Emery cũng không thể truy cập được. Nguồn tin từ tờ Mirror cho biết, Arsenal sẽ chính thức công bố bổ nhiệm huấn luyện viên Unai Emery vào hôm nay, ngày 23 tháng 5.